cái lỗi khác nhau, nhưng mà mình có thể xử lý trước một số lỗi. Như vậy đối với lại Tomcat của mình thì khi mà các bạn có được cái project rồi á, thì ở trong cái server của mình nè, đó, những cái dự án nào mà mình đang chạy thì nó sẽ thiết lập ở đây trong cái server của mình. Cái thứ nhất mà chúng ta hay lỗi là chúng ta gọi cái đường dẫn không đúng, thì có thể nó cũng sẽ dẫn đến lỗi. Cái thứ hai là cái truyền cái servlet này vào nó cũng có thể bị lỗi. Vậy thì trong quá trình mà các bạn truyền cái servlet này vào mà bị lỗi thì các bạn thử bỏ hết cái này đi và các bạn để một dấu xịt thôi. Còn tại sao thì qua những bài sau chúng ta sẽ nói về cái servlet này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như trước đó các bạn đã chạy được nhưng bây giờ lại lỗi thì các bạn sẽ click chuột phải lên server. Các bạn chọn stop nếu đang chạy. Sau đó các bạn sẽ click chuột lên server, chọn clear. Các bạn clean nó đi. Xóa sạch đi. Xóa ha, xóa cái bộ nhớ tạm bên trong của nó và mình chạy lại. Cách thứ ba là trong cái cấu hình của cái quật play này nè, nó có một cái file là server XML. Trong này bạn sẽ chọn open with chỗ này server open with text editor. Thì ở phía dưới này các bạn sẽ thấy được là cái context của các bạn. Nó sẽ báo là những dự án mà các bạn mới vừa chạy xong. Ví dụ như Java 4 23 FA2 hoặc là cái dự án thầy mới tạo là Lab 1 Quang Bình. Thì nó sẽ bị lỗi cái phần map đường dẫn ở đây. Nếu như chúng ta biết sửa cái file này thì chúng ta sửa, còn không tức là tại thầy cho các bạn thấy là cái server Tomcat của mình nó đang hoạt động và nó lưu vết cái gì. Bây giờ nếu khó quá thử cái phương pháp tiếp theo, bạn vô trong file, bạn vô cái chỗ là script workplace, các bạn chọn order, các bạn tạo một cái workplace mới bằng cách là chọn browse, và trong cái workplace của các bạn ở ổ C, ổ D gì đó, các bạn tạo một cái folder mới, tức là nó sẽ tạo ra cái config mới cho cái vùng làm việc đó. Nếu như dự án của các bạn ở bên kia thì một là các bạn copy code qua, hai là các bạn vô đây các bạn chọn open open cái project đó ra với cái workplace mới. Được chưa? Thì các bạn thử qua các trường hợp, nếu không được thì chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong để chúng ta sửa. Đó là cách mà chúng ta xử lý cái tam kết cơ bản nhất cho nó nhanh. Nó có một số lỗi nè. Thứ nhất, nó lại lỗi là truyền vào cái web servlet. Chỗ này truyền vào nó bị lỗi. Thứ hai là cái đường dẫn mà các bạn chuyển đến không đúng. Thứ ba là cái bộ nhớ tạm của cái servlet của các bạn á, nó có vấn đề. Thì các bạn chọn stop và các bạn clean nó đi. Tiếp theo nữa, thứ tư, nếu như mà xử lý không xong luôn thì new một cái workplace mới và tạo thử một cái project mới bên trong. Nếu mà chạy được thì mình chuyển hết tất cả những project cũ qua đây để mình chạy.